Mới đây, đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn sau khi nhận được báo cáo từ công ty về việc sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác tại khớp nối giãn nở nhiệt tháp tái sinh của phân xưởng RFCC. Sau khi kiểm tra thực tế tại nhà máy và báo cáo cập nhật của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn thời điểm hoàn thành khắc phục sự cố tại phân xưởng RFCC dự kiến đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, sự cố tại phân xưởng này làm giảm công suất chung của toàn nhà máy, dẫn đến giảm sản lượng xăng dầu khoảng 25%, tương đương với 200.000 mét khối so với kế hoạch trong tháng 1 năm 2023. Dầu diesel và ZA1 là 360.000 mét khối. Hiện nay, song song với việc khắc phục sự cố, lọc hóa dầu Nghi Sơn đang xem xét phương án tăng sản lượng chế biến dầu thô từ phân xưởng trưng cất để bù đắp một phần lượng xăng dầu thiếu hụt, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có thể nói rằng là sáng ngày 14, chậm nhất sáng ngày 14 tháng 1 sẽ hoàn thành 100% công việc và tiến hành khởi động lại phân xưởng. Thì ngay khi khởi động lại phân xưởng, dự kiến khoảng 3 ngày thì chúng tôi có thể tăng công suất lên đến 105% và thậm chí cao hơn tùy theo cái yêu cầu của thị trường. Thì tiếp tục giữa tháng 1 và tháng 2 chúng tôi sẽ duy trì ở công suất cao để đảm bảo cái tồn kho, đảm bảo cái cung cấp cho thị trường. Mà đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp đến, cái nhu cầu thị trường tăng cao. Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự nỗ lực và chủ động của doanh nghiệp trong việc xử lý tình huống sự cố và chủ động trong việc ổn định nguồn cung và dự trữ thương mại. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phải bằng mọi cách, mọi giá, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cùng với bên bao tiêu của PVN bảo đảm nguồn cung ra thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngay sau khi khắc phục sự cố, cần phải khẩn trương đẩy công suất đến tối đa để có lượng hàng bù đắp cho khoảng hơn 50 ngày nhà máy thực hiện bảo dưỡng định kỳ, kể cả sản phẩm và bán thành phẩm, bằng việc tăng công suất kho chứa, thậm chí phải thuê để có sản lượng hàng dự trữ lớn nhất. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch mà Chính phủ và Bộ Công Thương giao, chỉ đạo cho hai nhà máy tăng công suất tối đa có thể. Cùng với đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu để bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu cho thị trường trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán đến hết quý 1 năm 2023, thực hiện đúng tiến độ, tổng nguồn xăng dầu đã được Bộ Công Thương phân giao năm 2023.